Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các cũng nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bây giờ Hê-rô-đê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, người Phi Châu có một câu chuyện thật là hay, cũng là triết lý mà rất là bình dân. Người cha muốn chọn cho mình một người con thông sáng để di chúc gia sản. Ông ta có ba người con, ông đưa cho mỗi người 5 đồng và nói: các con của ông, các con hãy mua cái gì đó về để chất đầy cái nhà này. Người con thứ nhất lấy 5 đồng đó đi mua rơm thì chất kế là đầy. Còn người con sau thì đi mua lông vịt và rồi rải ra đầy cả phòng, tưởng là hay. Và ông nhìn ba người con và có vẻ không hài lòng, và ông nhìn đến cậu con trai út và đặt hết niềm hy vọng vào đó. Thế thì hỏi người con trai út: con mua cái gì? Thì người con trai út đưa ra một cái hộp quẹt, cái này có tí xíu. Thế nhưng lúc đó trời tối rồi, và người con trai lấy hộp quẹt đánh diêm lên một cái và tỏa ra ánh sáng, nó tràn ngập hết cả phòng luôn, không có chỗ nào mà không có ánh sáng. Câu chuyện dí dỏm, đơn sơ nhưng lại nói lên một cái điều thật là hay, đó là ai cũng cần đến ánh sáng, và ánh sáng có thể lan tỏa đến tất cả mọi nơi. Chúa là ánh sáng, đã đến để chiếu soi cho chúng ta con đường đưa đến hạnh phúc thực. Thế nhưng ánh sáng cần phải được thắp lên, cần phải được đốt lên trên một cây diêm, trên một cái đèn, trên một cây nến, trên một cái quẹt. Và trong bài phúc âm chúng ta thấy ánh sáng được chiếu ra và người ta thấy được dựa trên một
ngôi sao. Là ngôi sao đơn sơ nhưng có sức lôi cuốn thu hút ba đạo sĩ. Ba đạo sĩ đây nói lên cái lòng của mỗi người chúng ta, ai cũng ao ước tìm kiếm cho mình một lẽ sống để có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được bình an. Ai mà lại không có một cái khao khát đó. Thế nhưng nhiều khi chúng ta thấy ngay trong cuộc sống của mình, chúng ta chạy chỗ này chạy chỗ kia, xoay qua xoay lại, mà thấy đúng là mình chạy luẩn quẩn, mình không có được một cái tia sáng nào, không có được một ngọn đèn nào để soi sáng cho mình biết đâu là đường phải đi, đâu là việc phải làm. Chúa là đấng cứu thế, điều mà Chúa muốn tỏa ra cho mọi người đó là chính Chúa, là sự thật, là tình yêu. Và bởi vì không ai có thể thấy được Chúa vô hình, cho nên Chúa đã nhập thể làm người để ở với chúng ta. Thế nhưng một điều ai cũng có thể thấy được, đó là Chúa đã bị từ chối, đã bị xua đuổi. Và ngay cả trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa đã bị xua đuổi rất nhiều. Và nhiều lúc nghiệm lại trong lòng của mình, chúng ta thấy chính mình cũng xua đuổi Chúa nữa. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên một ngọn đèn giữa bóng đêm của thế giới ngày hôm nay, bóng đêm của mù mịt các dục vọng, bóng đêm của lòng tham, của kiêu căng, của khoái lạc, vân vân. Và có một câu chuyện của văn sĩ Đan Mạch cũng thú vị về cái chuyện ta phải làm sao để tỏa sáng ra đây. Và ông ta kể chuyện không phải là có ba đạo sĩ mà có vị đạo sĩ thứ tư nữa cùng đi với những người kia. Thế nhưng trên đường thấy một người nghèo, ông ta mang đi ba viên ngọc, ông ta cho một bà già nghèo đói một viên ngọc. Rồi đi một quán xa, ông ta lại thấy một cô gái bị đám côn đồ nó cưỡng hiếp, ông ta mới đưa viên ngọc thứ hai ra để chuộc lấy cô gái này. Rồi đến gần Bethlehem thì ông ta thấy một anh lính đang cầm kiếm để sát hại một hài nhi, thì ông ta đưa viên ngọc còn lại ra để xin anh tha cho hài nhi. Và cuối cùng anh đến với Chúa Hài Đồng hai bàn tay trắng, và không biết làm sao thì mới thưa với Chúa Hài Đồng: con chẳng có gì cả. Thế nhưng Chúa Hài Đồng lại nói với anh ta: con đã dâng món quà quý báu nhất trên mọi món quà, đó là tình yêu. Và thực sự mà nói, trong đời sống của chúng ta ngày nay, nhiều lần tôi đã kể ra cái chuyện mà luôn luôn có nhiều và rất nhiều những chuyện mà làm hại nhau ở trên mạng, ai có thể mở ra thì đều xem thấy, ngày nào cũng có và càng ngày càng nhiều. Thế giới ngày hôm nay thực sự là thiếu ánh sáng, tức là thiếu hai chữ, thiếu cái trung thực, thiếu cái tình yêu. Và chính vì thế mà chúng ta cần trở nên những ngọn đèn, qua đó người ta thấy được Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, qua đời sống của chúng ta nhìn thấy được cái sức hút của Thiên Chúa. Và cái sức hút này có thể thấy được rõ lắm, tức là một đời sống mà hoàn toàn quên mình để phục vụ người khác, giống như là vị vua thứ tư vậy, thì tự nhiên là lôi kéo người ta đến với Chúa, giống như ánh sáng ngày xưa lôi kéo ba đạo sĩ. Mà một ngôi sao sáng của thời chúng ta đó là mẹ Teresa Calcutta. Cuộc đời của mẹ từ khi là một nữ tu trẻ
thì đã mạo hiểm trong khiêm tốn và đầy tình yêu bước ra ngoài đường phố để thu lượm những người bị bỏ rơi ở ngoài đó. Bên Ấn Độ người ta nghèo đến nỗi mà người thân đã gần chết rồi thì họ mang ra đường họ bỏ để làm chi? Để rồi nhà nước sẽ lo, khi người đó qua đời thì nhà nước lo mai táng, lo làm cái gì đó thì tùy nhà nước. Còn nếu để trong nhà thì họ không có tiền mua cái hòm, không có tiền để cúng, để bái. Và mẹ Teresa trong suốt thời gian đầu tiên đi ra ngoài đường phố để đưa về những người hấp hối, họ đã sống như một con vật. Thì tôi cố gắng để cho họ chết như một con người. Đó là tâm niệm của mẹ Teresa. Và không chỉ chăm sóc những người hấp hối về sau này, còn mở ra nhiều cái bệnh xá chăm sóc những người đau bệnh đủ mọi chứng bệnh khác nhau. Và có thể nói được là một cái tu hồi mà càng ngày càng đông các cái thiếu nữ ở Ấn Độ xin tham gia vào. Và có thể nói được một trong những dấu hiệu cho thấy cái sức hút của việc làm bác ái ở nơi mẹ Teresa, đó là thời trước đây có Cuba là một nước vô thần, rồi Liên Xô cũng là một nước vô thần. Thế mà cả hai nước đó đều mời mẹ Teresa đến thăm và cho phép lập dòng chị em thừa sai bác ái và có quyền thu nhận các tập sinh. Phải nói được là ở một nước vô thần mà rồi không chỉ mời mà còn cho phép lập dòng. Và qua cái đời sống của mẹ Teresa thì chúng ta thấy được cái đức ái chân thực, tự đáy lòng quên mình phục vụ, nó có cái sức hút thật là mạnh mẽ. Và rất nhiều người đã chung sức với mẹ khi đi làm việc bác ái. Mẹ không như chúng ta, nhiều khi tôi phải có tiền thì tôi mới làm được, tôi phải có giờ tôi mới làm được. Mẹ cứ đi làm và rồi có những người đến để giúp ngay và làm với lòng tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Có một người kia hứa với mẹ Teresa mỗi một năm sẽ giúp cho mẹ một số tiền. Thì mẹ Teresa trả lời: cảm ơn ông đã có lòng tốt, nhưng chúng tôi không muốn nhận cái khoản tiền hàng năm đó. Ông giúp được bao nhiêu thì ông giúp năm nay, còn sang năm thì ông muốn giúp nữa thì giúp nữa, còn không thì thôi. Tại sao mẹ từ chối? Bởi vì cái sự giúp đó đúng là tốt thật, nhưng mà có cái điều có thể đối với mẹ là thấy như vậy làm cho mình bớt tin vào Chúa hơn. Và mẹ Teresa xin ai giúp thì giúp và xin không nhận một cái khoản giúp đỡ nào, cứ gọi là đều đặn hàng năm. Giống như là chúng ta có cái kho trữ đó rồi thì mình cũng bớt lo hơn. Mẹ Teresa thì mình cứ làm đi, làm hết sức mình đi, còn Chúa lo hết. Chúng ta dâng lễ trong ngày lễ hiển linh này để xin mình trở nên một ánh sao nhỏ giữa lòng đời ngày hôm nay. Không cần phải một việc làm to, nhưng là một việc làm nhỏ, nhưng với cái tấm lòng to thì là có sức hút mạnh mẽ rồi. Và có một câu tôi mới đọc được thật là hay: trên trái đất này không có gì lớn hơn biển, thế nhưng biển lại có bầu trời bao quanh. Và ta nghĩ rằng không có gì lớn hơn bầu trời sao? À không, lòng người còn lớn hơn cả bầu trời nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con thực sự trở nên những ánh sao nhỏ có sức hút người ta đến với Chúa, không phải là những việc làm lớn, có thể là những việc làm rất nhỏ, một cái nhặt rác, một cái đỡ đứng dậy, một cái dẫn đường, một nụ cười,
nhưng là với cả một tấm lòng bao la, chan chứa tình yêu thương. Và lúc đó, mỗi một người chúng con sẽ thực sự trở nên một ánh sao, lôi kéo bao nhiêu người đang tìm cho mình một lẽ sống, gặp được Chúa. Amen.